Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục An ninh Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Công an tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sĩ. Hoàn thành công tác bàn giao cơ sở phòng cháy chữa cháy cho các xã, phường trên địa bàn tỉnh Tiếp theo là phóng sự từ chuyên viên cao cấp ngân hàng trở thành tội phạm lừa đảo vì cờ bạc. Phần cuối chuyên mục là ông kính cảnh sát, cảnh giác với các màn kịch trộm cắp tài sản của lái xe trên đường. Sau đây là nội dung chi tiết. Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức nhiều hoạt động với chủ đề Hành trình tri ân tại xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên. Sáng ngày 22 tháng 7, tại Nghĩa Trang, xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, đoàn đại biểu công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Bình Xuyên, Ủy ban Nhân dân xã Phú Xuân đã thành kính dân hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do, hạnh phúc của nhân dân. Ngày sau lễ dân hương, công an tỉnh đã tổ chức thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 209 người dân là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Qua thăm khám, các bác sĩ tư vấn cho người dân phương pháp điều trị một số nhóm bệnh chủ yếu mà người dân thường gặp như tăng huyết áp, bệnh lý dạ dày, tim mạch, đồng thời hướng dẫn người dân các biện pháp hiệu quả để phòng chống dịch COVID-19. Tại chương trình, công an tỉnh đã tặng 209 xuất quà cho các gia đình đến thăm khám với với tổng kinh phí gần 136 triệu đồng. Thể hiện cái tình cảm là với cái đạo lý là uống nước như nguồn thì cán bộ chiến sĩ là thấy được một cái thời oanh liệt của các cái thế hệ cha anh đi trước thì từ đó thì cán bộ chiến sĩ sẽ có cái động lực để tiếp tục tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất về đạo đức cách mạng và làm sao để thực hiện các cái hoạt động để xứng đáng với những anh hùng liệt sĩ mà đã hy sinh trong các cái cuộc kháng chiến chiến tranh chống Mỹ và chống Pháp cứu nước. Trước đó, Công an tỉnh đã đến thăm tặng quà cho hai mẹ Việt Nam anh hùng do Công an tỉnh đang phụng dưỡng và 135 xuất quà cho thân nhân liệt sĩ công tác tại Công an tỉnh, thương binh bệnh binh Công an nhân dân. Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh, gia đình cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, công an tỉnh đã tặng quà và gửi thư cảm ơn của Giám đốc công an tỉnh cho 100% các hộ dân trên địa bàn xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên. Cũng trong dịp này, Giám đốc công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 15 cá nhân là người dân của xã Phú Xuân đã đóng góp tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 9.102 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy. Sau khi lập danh sách phân loại, đã bàn giao 5.726 cơ sở cho 136 Ủy ban Nhân dân xã, phường, quản lý. Ngay sau bàn giao, Ủy ban Nhân dân các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh đã thành lập tổ công tác cùng công an huyện, thành phố và công an xã kiểm tra thực tế công tác phòng cháy chữa cháy tại một số cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy như việc trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy, cách bố trí, sắp xếp hàng hóa, việc quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, quá trình kiểm tra lực lượng chức năng kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao nhận thức trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, từ đó phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy. Từng là chuyên viên cao cấp của một ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh, nhưng chỉ vì ham mê trò đỏ đen trên mạng, Nguyễn Văn An sinh năm 1993 ở xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ 500 triệu đồng của khách hàng và bạn bè. Đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Văn An bắt đầu lập tài khoản tham gia đánh bạc ăn tiền trên trang mạng cá cược thể thao và casino trực tuyến hàng đầu châu Á 188bet từ khi còn là sinh viên đại học. Năm 2016, tốt nghiệp đại học, An xin và làm nhân viên phòng kinh doanh của một ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh và vẫn tiếp tục tham gia đánh bạc trên trang 188bet số tiền an dùng để đánh bạc trong thời gian này không phải là vài trăm ngàn đồng mỗi lần nữa mà lên đến hàng chục triệu hàng trăm triệu đồng đánh bạc lúc thắng lúc thua nhưng cuối cùng thì số tiền an thua bạc ngày càng nhiều đến mức an không có khả năng chi trả buộc phải dùng nhiều thủ đoạn vay mượn loanh quanh để tiếp tục lao vào cuộc đỏ đen với hy vọng gỡ gạc lại số tiền đã mất song tiền gỡ không được mà an còn ngày càng lún sâu vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát trở thành tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản Đầu năm 2021 đến nay thì tôi có uh, chơi nhiều hơn và đam mê khi mình chơi thì khi uh, cái, cái cái tiền nó không trực tiếp là mình nó chỉ là những con số thôi sau đó mình không cảm nhận được về cái mức độ nghiêm trọng nhưng mà trên trang mạng đấy thì uh, tôi uh, phải thua khoảng từ 3 đến 5 tỷ uh. còn cụ thể thì tôi không không nhớ rõ Tháng 4 năm 2021, chị Phan Thị Phượng ở huyện Tam Đảo đến ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh vay số tiền 1,2 tỷ đồng thì được an tư vấn nên làm hồ sơ vay hạn mức tối đa là 1,675 tỷ đồng. Ngân hàng sẽ giải ngân trước cho chị Phượng 1,2 tỷ đồng theo yêu cầu, số tiền còn lại lưu tại ngân hàng mà không phải trả lãi. Khi nào chị Phượng có nhu cầu giải ngân mới tính lãi, tin tưởng an nên chị Phượng đồng ý. Tuy nhiên, trên thực tế, An làm hợp đồng cho chị Phượng vay 1,675 tỷ đồng và đồng thời làm khế ước nhận nợ cho chị Phượng ký rút toàn bộ số tiền này. Sau đó, An chuyển cho chị Phượng 1,350 tỷ đồng, còn 325 triệu đồng An tự ý chiếm đoạt. Đến cuối tháng 5 năm 2021, khi nhận được thông báo lãi tháng của ngân hàng gửi đến, chị Phượng mới biết đã bị An lừa nên làm đơn tố giác đến cơ quan điều tra. Cùng trong tháng 5 năm 2021, Nguyễn Văn An đã vay của chị Nguyễn Thùy Trang ở xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch và anh Nguyễn Anh Tuấn ở xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường tổng số 2,2 tỷ đồng và cũng dùng toàn bộ số tiền này vào việc đánh bạc trên trang mạng xã hội 188B và thua hết. Năng lực của đối tượng là cũng, 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 cũng tương đối rõ về các quy định của pháp luật cũng như là các thủ tục vay. Nhưng đối tượng này trong quá trình học đại học thì có tham gia một trang mạng là cá cực thể thao Brasilo 188 m. Và từ cái thời điểm đấy là đối tượng đã chưa chưa đánh bạc trên mạng. Mục đích của đối tượng là lừa đảo chiếm đoạt của các khách hàng vay vốn của mình. Nhằm chuyển tiền cho các trang mạng đấy để thực hiện hành vi đánh bạc. Vậy là từ một cán bộ ngân hàng uy tín và năng lực Nguyễn Văn An đã tự tay hủy hoại tương lai chỉ vì vướng vào cờ bạc. Kết quả kiểm tra điện thoại di động của An, bước đầu cơ quan điều tra xác định, chỉ trong vòng một tuần, từ ngày 24 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 5 năm 2021, An đã tham gia đánh bạc trên trang mạng 188bet với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Tục ngữ có câu rằng, cờ bạc là bác thằng bần, để dân người đời không nên đánh bạc, bởi cờ bạc chắc chắn dẫn đến sự nghèo túng, trong trường hợp này, cờ bạc còn dẫn Nguyễn Văn An vào con đường tù tội. Đó cũng là kết cục có thể nhìn thấy trước của những người không trí thú làm ăn mà lại ảo tưởng có thể kiếm tiền dễ dàng từ các trò đỏ đen. Một ổ nhóm, bốn đối tượng câu kết với nhau giả danh công an để dàn dựng kịch bản trộm cắp tài sản của các lái xe trên đường. Không chỉ dàn dựng kịch bản công phu, quá trình thực hiện hành vi phạm tội các đối tượng còn rất manh động, qua vụ việc, chuyên mục An ninh Vĩnh Phúc muốn cảnh báo đến người dân cần hết sức cảnh giác với các ổ nhóm tội phạm tương tự. Ngày 3 tháng 7 năm 2021, Công an thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nhận được đơn trình báo của anh Lê Văn Trình ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh về việc khoảng 9 giờ 30 phút ngày 3 tháng 7 năm 2021. Anh Trình đang điều khiển xe ô tô đi trên trục đường khu đô thị Mê Linh thuộc địa bàn thành phố Phúc Yên thì bị bốn đối tượng nam giới giả danh công an, gian cảnh trộm cắp 12 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân để trong cabin ô tô. Công an thành phố Phúc Yên đã khẩn trương xác minh điều tra, kết quả làm rõ thủ phạm gây án là 4 đối tượng: Phạm Tuấn Đạt sinh năm 1969, Nguyễn Đức Chiến sinh năm 1966, Lại Quốc Việt sinh năm 1963 và Vũ Hành Tùy sinh năm 1978, đều ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Công an thành phố Phúc Yên đã bắt giữ được 3 đối tượng Đạt, Chiến, Việt, còn Vũ Hành Tùy hiện đang bỏ trốn. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận người chúng thường nhắm tới để trộm cắp tài sản là tài xế xe tải, xe con đi một mình. Thủ đoạn của chúng là chia cặp, hai đối tượng ngụy trang bằng cách ăn mặc lịch sự, giả danh là công an đang làm nhiệm vụ để yêu cầu lái xe dừng lại làm việc, lấy cớ nói chuyện với lái xe nhằm đánh lạc hướng, tạo điều kiện cho hai đối tượng còn lại trộm cắp tài sản trên xe ô tô. Chúng tôi phân công nhau là hai đi trên đường đấy, thì nếu mà cứ gặp cái xe có một người lái, thì hai người này nên coi như tìm mọi cách để cho lái xe đỗ lại và đi phía sau khi cabin nó không có ai thì hai người nên, phía trước mở cửa cabin có tài sản ở đấy. Qua trao đổi với cơ quan cảnh sát điều tra một số địa phương lân cận, được biết từ đầu năm đến nay, trên địa bàn các tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên cũng xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự. Hình ảnh ghi nhận được về các đối tượng gây án có đặc điểm nhận dạng giống với nhóm đối tượng vừa bị công an thành phố Phúc Yên bắt giữ. Công an thành phố Phúc Yên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng đạt chiến Việt qua vụ án trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cẩn trọng với thủ đoạn giả danh lực lượng công an để thực hiện hành vi phạm tội. Chúng tôi lưu ý rằng đối với lực lượng công an khi thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là khi dừng xe đến làm việc với lái xe thì lực lượng công an là sẽ liên hệ với lái xe trực tiếp ở nhà hoặc là tại cơ quan nơi lái xe làm việc hoặc trong một số trường hợp đặc biệt mà cần dừng lái xe ở trên đường để thực hiện nhiệm vụ thì lực lượng công an chúng tôi là sẽ thứ nhất là đối đối với những trường hợp bình thường thì anh em chúng tôi sẽ mặc quân phục do ngành cấp và có thẻ ngành và một số trường hợp đặc biệt thì anh em chúng tôi đi làm được mặc thường phục thì sẽ có thẻ thẻ ngành hoặc là những giấy tờ có do ngành cấp để chứng minh là chúng tôi là lực lượng công an vì vậy khi mà người dân ấy, cần chú ý là khi mà những có những người người ta dừng xe mình như thế lấy lấy danh nghĩa là lực lượng công an tuy nhiên mà khi yêu cầu cần yêu cầu xuất trình những giấy tờ liên quan đến ngành mà họ không xuất trình được thì người dân cần lưu ý ngay đó là những đối tượng để lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Trong trường hợp này thì những người chúng ta cần phải thứ nhất là như đặc biệt lái xe phải ghi nhớ đặc điểm của đối tượng này. Nếu trong trường hợp mà cần chụp ảnh được thì chúng ta cần chụp ảnh lại và báo lại cho lực lượng chức năng nơi gần nhất để tiến hành xác minh và các đối tượng và thứ hai để tránh để tránh gây ra những hậu quả như việc trộm cắp tài sản như vụ việc nêu trên. Kết quả xác minh cả bốn đối tượng nêu trên đều đã có nhiều tiền án tiền sự về các tội danh khác nhau. Cụ thể, Chiến có 4 tiền án, Đạt có 3 tiền án, Việt có 3 tiền án và 3 tiền sự. Xác định đây là nhóm đối tượng hoạt động với tính chất nguy hiểm. Chuyên nghiệp, công an thành phố Phúc Yên đang khẩn trương truy bắt đối tượng Vũ Hoành Tùy và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Chuyên mục An ninh Vĩnh Phúc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương trình này kỳ sau.